Ai có bia nước bia, chúng ta cùng ngâm đi nào. Bây giờ chúng ta hô này, một dô, hai dô, nhịp thứ ba chúng ta hô đoàn kết là đoàn kết, đúng không ạ? Yeah. Tôi nhắc lại là chúng ta hô là một dô, hai dô, nhịp thứ ba là đoàn kết là đoàn kết nhé. Nào, nghe chị ơi! Thank you.
We'll be right back.